Xin chào tất cả mọi người, mình là Kim Anh. Kênh của Kim Anh là xem bói bài về tâm linh và chia sẻ các đường nét chỉ tay trong lòng bàn tay cho mọi người mình cùng tham khảo. Thì có những vị khách gửi bàn tay về hỏi Kim Anh là cái bàn tay này mà nó có nhiều đường nét như vậy thì nó có khổ hay là nó sướng? Thì theo Kim Anh giải thích như thế này nè mọi người, trong lòng bàn tay của mình thì gồm có những cái đường nét chính và luôn luôn là có những cái đường nét phụ, nó cắt ngang cắt dọc và rất là nhiều đường nét nha mọi người nha. Thì nhưng mà theo Kim Anh á, thì Kim Anh hiểu được là trong cái đường trong cái lòng bàn tay của mình, để có bàn tay đẹp á, thì là nó phải có những cái nét căn bản chính và rõ nét đậm sâu như thế này. Thì đó là những đường nét căn bản chính rồi. Còn ngoài ra thì nó có các cái đường kẻ phụ, các cái đường chỉ phụ như cái bàn tay này mọi người nhìn vào không? Mọi người thấy rất là nhiều đường chỉ ha, đường chỉ li ti lăng tăng rất là nhiều luôn. Thì hỏi là vấn đề này á, thì nó sướng hay khổ? Thì Kim Anh giải thích thường như thế này nè. Trong lòng bàn tay của mình thì có các đường nét chính và các đường nét phụ, các đường nét lớn và các đường nét nhỏ. Thì các đường cái nét nhỏ nó xen kẽ và nó cắt ngang thì chứng tỏ là nếu như mà nó cắt ngang cái đường đường chính nào thì cho thấy là cái đường đó nó gặp sự cố nha mọi người. Thì đó là Kim Anh sẽ nói sau. Còn nói về trong vấn đề mà nó đây, những cái đường chỉ li ti như thế này rất là nhiều luôn, thì nó cho thấy á, bạn là một con người sống như là mình đa sầu nè, là con người sống rất là có tình cảm, đa sầu đa cảm, khổ tâm, lo nghĩ nhiều, có lòng thương người, có sống nghiêng về phần nội tâm nhiều. À, bên cạnh đó thì người này còn cho thấy là một người hay suy nghĩ, bạn là một con người đa sầu đa cảm và dậu lòng vị tha, cũng như là bạn rất nhạy cảm trong vấn đề tình cảm. Tuy nhiên với cái nét chỉ tay này á, thì nhiều cái nét ngang nét dọc như vậy cho thấy sức khỏe của bạn thì thứ nhất là không có được tốt, thứ hai á, nếu mà màu da sắc tay của bạn mà không có được hồng hào nữa thì nó rất là nguy hiểm. Còn nói về bạn thường á, thì là nhưng mà cái bàn tay hồng hào này thì cho thấy bạn là một con người giống kiểu là mơ mộng về những cái vấn đề không thực tế, nó hơi bị nhiều như là sốc ảo á nha mọi người. Điều này cũng cho thấy mình trong cuộc sống thì đôi lúc mình cũng có cái tính lãng mạn một chút đó. Đó là nói về cái phần nữ giới. Còn nói về cái phần nam giới mà sở hữu cái bàn tay mà nhiều đường nét như vậy á, thì nó có ý nghĩa gì? Thứ nhất là cho thấy cái người nam này nè, cái bản lĩnh của người ta hơi yếu đuối, người ta hơi nghiêng về nhẹ nhàng yếu đuối một chút á, còn do dự, còn có phần nhu nhược nữa trong cái cuộc sống, như là mình cứ nhút nhát rè rục trong cuộc sống á mọi người. Còn cho thấy là thứ hai nữa là nói về cái người này có cái tính đa tình. À, tình cảm thì không có được cái sự bền vững, hay là nói cách khác là không có cái được sự cố định trong cái vấn đề tình cảm, tình yêu á mọi người ha. Nhưng tất cả thì nó còn phụ thuộc vào thêm các cái yếu tố khác nữa. Đó là nói về cái lòng bàn tay mà người mà có nhiều cái nét vân tay nhỏ li ti như thế này nha mọi người ha. Đó là Kim Anh giải thích như vậy cho mọi người hiểu. Còn những đường nét này mà xuất hiện nhiều trong lòng bàn tay như vậy á, thì nhưng mà nó đi ngang, nó cắt cái đường chỉ nào, cắt cái đường chính nào, thì nói về các cái đường chính trụ đó nó sẽ bị cắt đứt và nó có các nét đứt ngang đó, nó phá như cái bàn đường chỉ tay của mình như vậy, thì cho thấy đó là một điều xấu xảy ra. Như ở trên cái đường nào mà có đường nét đứt hoặc cắt phá thì vấn đề ở cái đường này xảy ra nó càng nhiều. Thứ nhất nói về trên con đường tâm đạo trước đi. Nếu mà nói về trên con đường tâm đạo á, thì nó bị cắt đứt cắt xé như vậy, như là cái đường tâm đạo của mọi người đây ha. Đây ví dụ mà cái manh vẽ đơn giản là nó cắt xé như thế này một cái, hoặc là nó xé qua như thế này, xé như thế này, thì nó thể hiện cho tình cảm của mình trong cuộc sống của mình á, nó hơi bị trắc trở. Cuộc sống hôn nhân của mình á, thì có thể là gặp sự sóng gió, còn có thể nói nặng hơn nữa thì có thể dẫn đến ly hôn hoặc ly thân. Đó là nói về trên con đường tâm đạo. Còn nói về trên con đường trí thức á, mà nếu mà nó cắt ngang như thế này á, thì nó ảnh hưởng tới con đường sự nghiệp của mình, ảnh hưởng tới vấn đề làm ăn của mình, nó có thể bị thất bại trong cuộc sống. Rồi nói về trên con đường mạng đạo là đường dưới đây mọi người ha, đường mạng đạo, mà nếu như mà nó bị cắt xé trên con đường mạng đạo thì nó ảnh hưởng tới sức khỏe, đồng thời cũng như là đặc điểm nếu như mà bị đứt quãng không hồi kết á, thì sợ ảnh hưởng tới con đường mạng đạo nữa ha. Cho nên nói về trong cái lòng bàn tay thì nó có rất là nhiều đường nét, thì những đường nét này nó còn phụ thuộc vào từng yếu tố, và yếu tố đó thì nó phụ thuộc vào từng thời gian nữa, từng thời điểm nha. Ví dụ như cái trên đường tâm đạo của mọi người á, thì từ đây
từ đây đi lên ha mọi người ha, thì nó sẽ thể hiện cho một cuộc đời của mình, mà nó cắt ở đây thì con đường tuổi trẻ của mình, sóng gió tình cảm của mình tuổi trẻ nó không có được lần, không có được tốt, hoặc là nó cắt xé trên này thì con đường hậu vận của mình từ về vấn đề hôn nhân hạnh phúc nó bị dở dang đó, thì nó như vậy. Còn nói về bàn tay của bạn nam này á, mọi người thấy không? Đây là một bàn tay son ha, thì cho thấy bạn này cũng đa sầu đa cảm lắm nè, cũng lãng mạn trong tình cảm, nhưng mà bàn tay này nói về đường mạng đạo của bạn này á, mọi người nhìn vào đây. Thấy cái đường mạng đạo của bạn này không? Nó không có được rõ ràng. Đây nè, nó đi xuống nó không có được rõ ràng á mọi người. Thì ở đây nói chung về người này thì có thể nói là trong cuộc đời có thể là bị vấp ngã trong đường bổ mạng á, có thể là bị nạn ách là phải là 2 lần 3 lần, nhưng mà ở đây mọi người nhìn ha, từ ở đây nè nó có một cái hoa mọi người không, đây đây là một cái hoa mà nó nở này, là nó nở tung tóe luôn nha mọi người, nó nở tung tóe như thế này thì cho thấy ở đây là phần may mắn của bạn này đó, phần may mắn của bạn này, và bắt đầu bạn này có cái sự hóa long á mọi người, là dẫn đến trên con đường mạng đạo của bạn và kéo con đường mạng đạo của bạn, thì cho thấy cái này cũng là được cửu quyền hoặc là ơn trên gia hộ rất là tốt ha. Cho nên từ đây mọi người thấy ở đây là bạn này là nhờ cái hoa này á mọi người tẻ ra nè, nở bung ra luôn ha mọi người ha. Đây, nở bung ra như thế này, đây là con đường mạng đạo nó có cái phần kết. À, phần bảo vệ được tốt. Còn con đường trí thức bạn này thì quá sâu mọi người ha, đường trí thức thì quá sâu quá rộng, bạn này thì có cái số ly hương tốt lắm nè, nhưng mà trên con đường ly hương của bạn này nè mọi người thấy ha, ở đây là nó bị cắt xé như thế này, nhưng mà hy vọng từ cái tuổi từ mà 33, 34 đi lên rồi của bạn này á, thì là có cơ hội xuất cảnh tốt. Và thứ hai nữa ở đây nè, có con đường từ nước ngoài đi vào rất đẹp, nhưng mà ở đây nó bị cắt ngang như thế này, cho nên nói về đường đi nước bước của bạn này á, thì nó hơi gặp khó khăn trở ngại trong cuộc sống về vấn đề ly hương hoặc xuất cảnh, nhưng mà rồi nó sẽ có được cái sự đền bù nha mọi người nha. Còn nói về bàn tay của bạn này thì cho thấy ước mơ bạn này là vượt ngang tầm. Tính tình bạn này thì cho thấy người này ngang, bướng, chướng, tự ái cao, dễ giận, dễ hờn, hay lẫy mau nước mắt. Tuy là nam nhưng mà hay lẫy mau nước mắt ha. Ước mơ hy vọng gì con đường hôn nhân hạnh phúc tuổi trẻ thì cho thấy hơi gặp sóng gió trở ngại. Đường sự nghiệp công danh từ tiền vận, trung vận, hậu vận thì có thể nắm tài, nắm của tốt. Bạn này đúng duyên trong cuộc đời, bạn phải có địa vị trong xã hội. Và đây nè, đây là như là một cái hoa thị may mắn của mọi của các bạn này, và con đường tài của bạn này có thể là đi lên vững vàng. Cho nên nói về bạn nam này á, từ bước vào từ cái tuổi 33 đi lên rồi là con đường công danh sự nghiệp của bạn được tốt đẹp nha mọi người. Cơ hội đến với bạn tốt và có thể cơ hội nắm được tiền tài cũng tốt, nhưng mà nói về trên con đường mạng đạo của bạn này thì cố gắng làm nhiều việc thiện, phóng sanh, không nên ngưng nghỉ cái việc mà tạo phước tạo phúc ha, để cái phần mạng đạo của mình nó được hằng sâu hơn, vững vàng hơn nữa trên con đường mạng đạo. Cho trí thức bạn này rất là giống kiểu là rộng mở thâm sâu á mọi người đó, thì theo như cái bàn tay của bạn này thì cho thấy như vậy ha. Thì hôm nay là Kim Anh không có chia sẻ về cái bàn tay này, mà Kim Anh chỉ chia sẻ về vấn đề là những nét cắt đứt trong bàn tay, và nó có nhiều cái nét vụn vặt trong cái bàn tay như thế này thì nó có ý nghĩa gì trong cái cuộc sống của mỗi người. Khi mà sở hữu cái bàn tay nhiều nét như thế này thì đó, những ai mà có cái bàn tay mình mà có cái gì đặc biệt á, có cái điểm nổi trội nào mà không có hiểu được á, thì mọi người có thể gửi vào trong Zalo cho Kim Anh, và Kim Anh sẽ giúp cho mọi người giải đáp, hoặc là Kim Anh sẽ làm những clip để chia sẻ lên cho mọi người mình cùng hiểu được trong cái cuộc sống của mình nó có những cái vấn đề gì nghiêng về tâm linh hay không, hoặc là trong vấn đề mình cái đường nét đó nó có ý nghĩa gì trong cuộc đời của mình. Thì mọi người nhìn thẳng trong bàn tay này không, ngay ở giữa đây ha, mọi người thấy một cái bông như là cái pháo bông vậy mọi người, pháo bông nó nở tung tóe nên thì cho thấy cuộc đời người này là chuẩn bị gặp được cái sự may mắn, sự may mắn đến với người này sớm, nhưng mà trên đường mạng đạo của người này thì nó hơi bị ngắn, hơi bị đứt quãng. Mọi người thì thấy trong cuộc đời của người này nó đã gặp sóng gió trở ngại trong cuộc sống, như là gặp tai nạn hay là gặp nạn ấp gì trong cuộc sống, nhưng mà nhờ cái hoa thị này nó nở bung như vậy ha. Rồi, thì clip hôm nay Kim Anh chỉ nói tới như vậy thôi nha mọi người nha. Và mọi người có cái gì thắc mắc hoặc là có ý bình luận một cái vấn đề gì thì mọi người comment ở dưới giúp cho Kim Anh nha. Rồi, cảm ơn, xin chào, tạm biệt tất cả mọi người ha.